trên video chị có logo StreamYard, chị đặt lên với gì đó. À không phải, chị đặt lên thôi em, chị dùng cái phần mềm livestream á, bởi vì nó miễn phí cho nên nó sử dụng cái logo của nó. Cái livestream này chị Nhi có thể add các bạn vô được á, nên lần sau nếu mà bạn nào chị Nhi mời lên đây tâm sự với mấy bạn khác, đúng không? Chị sẽ add các bạn lên theo kiểu như là hỏi chị Nhi trực tiếp nè, phỏng vấn chị Nhi trực tiếp nè. Cái này là một cái phần mềm của livestream, có thể sử dụng trực tiếp trên YouTube, nhưng mà chị Nhi thấy cái YouTube nó không có rõ âm thanh á, chị Nhi không biết cái này có rõ âm thanh với các bạn không. Chị Nhi đang học thêm về camera này đi kia nọ. Chị Nhi nghĩ một phần kênh của chị Nhi không có được nhiều người coi như mấy cái kênh robot tiến đậu khác, chắc là tại vì chị Nhi không có cái camera xịn đó phải không mọi người. Chắc phải đi học, chị nói rồi, chị rất là tệ technology máy móc này. Em đang xem YouTube mượt lắm. Đúng rồi em, nhưng mà cái YouTube nó thông qua cái phần mềm này nó mới mượt như vậy á. Tại vì chị Nhi coi lại mấy cái video cũ của chị Nhi á, trực tiếp từ YouTube á, nó bị cắt làm sao á, cái tiếng nó không có rõ. Chị Nhi thấy vậy, không biết sao lần sau chị Nhi lại thử qua YouTube lại rồi sao mọi người nói vậy nha. Do camera và mic chị ạ, chị có thể tìm hiểu lên YouTube có người hướng dẫn á. Ừ, chị có coi á em, nhiều người hướng dẫn. Nhưng mà em biết sao không, sau khi chị coi xong chị thấy cái quá trình mà lắp ráp nó đủ thứ á, là đầu của chị nó vô cái chế độ là trời ơi xong rồi nó rắc rối quá vậy. Xong rồi ai cũng mua rất là nhiều máy móc, mà chị nhìn mấy cái máy đó chị không hiểu, là chị nhìn dây vợ của nó không, chị loạn quá thôi. Chị đang muốn coi coi cái video nào càng đơn giản càng tốt. Bạn nào mà thấy cái video nào càng đơn giản càng tốt thì gửi cho chị đi coi nha. Đừng có gửi mấy cái anh chị mà chuyên về làm phim này nọ, mấy cái đó chị không làm nổi đâu. Mấy cái video của họ hả, làm kinh khủng quá, kinh thiên động địa quá. Người ta mua máy móc cả, không có chuyện tiền mua máy móc không, mà cái cách người ta sắp đặt cái máy nữa, rồi người ta có kinh nghiệm, người ta được học, hiểu không? Tại vì chồng cũ của chị Nhi đã từng học về phim, ảnh học về làm phim trước khi ảnh thành phi công, cho nên anh đã từng bày với chị Nhi một khóa rồi. Nhưng mà chị Nhi nghe xong chị Nhi điếc luôn, mà trời ơi sao mà anh nói ừ, nó phải là ánh sáng này, nó phải là âm thanh như em nói vậy, rồi nó phải là camera, rồi tất cả mọi thứ nó phải kết nối với một cái máy vi tính xịn này nọ nữa, rồi xong rồi phải tải những cái phần mềm, phải, có nghĩa là em đã mua máy xịn rồi em còn phải biết cách nối với cái máy tính như không, chứ em mua cái máy xịn thì nó không tự nhiên nó quay em đâu đó. Thì cái đó là cái mà chị Nhi biết thôi. Cần phải tìm bạn nào mà giỏi về máy móc xong giúp mình, chắc là phải tìm hiểu bạn nào ở bên Sinh mà giỏi về video máy móc này nọ để mà giúp. Bạn hỏi là làm sao để mà lên, in lên và re lên. Ok, lên có nghĩa là học, in lên có nghĩa là học lại, và re lên có nghĩa là học tất cả mọi thứ lại từ đầu. Ok, đây là cái mà bài dạy mà thầy nào của chị Nhi cũng dạy hết. Có nghĩa là ổng nói với chị Nhi vậy nè, ngày hôm nay con đi học, ngày hôm sau con học lại cái lớp này, y xì một cái bài giảng như vậy. Nó gọi là relearn, có nghĩa là em học lại. Cô em bày em 1+1=2 em biết rồi đó, nhưng mà khi em quay lại lớp em lại học 1+1=2, em sẽ không hiểu là ủa học dạng chi vậy chị Nhi. Thì lần thứ ba khi em đến cái lớp đó lại á, em phải nghĩ như là em chưa hề nghe cái lớp này bao giờ. Và cái điều đó nó rất là khó, tại vì em đã nghe rồi, bây giờ em phải suy nghĩ như là em không hề biết luôn. Cái đầu của em nó rất là thông minh, một khi em đã nghĩ là à em biết hết rồi, em sẽ shut down, em sẽ đóng cửa cái não em ngay cái phần đó, em không có kịp học. Nhưng mà thật ra không phải, bất cứ cái bài học nào của chị bày cho mấy đứa, nếu em coi video của chị lại 2, 3, 4 lần, nếu em nào đã coi một video của chị Nhi nhưng mà coi lặp đi lặp lại thả ở dưới, có phải lần thứ hai em nghe nó khác với lần đầu, lần thứ ba em nghe nó khác với lần đầu, lần thứ tư em nghe nó khác với lần đầu? Em biết tại sao không? Tại vì cái não của em bắt đầu nó expand ra, nó mở rộng ra. Bởi vậy nên chị Nhi mới hỏi là ghi ra 3-5 cái bài học mà em học được tối nay. Bởi vì chị Nhi biết mọi người sẽ không có lấy hết được tối nay đâu, nhưng mà ngày mai em thấy không, và mỗi người lại lấy về nhà mỗi cái khác nhau. Em chỉ lấy đủ cái em cần, nhưng mà cái đầu em nó rất là khô. Nhưng khi em quay trở lại kênh của chị Nhi và coi lại cái video cũ, tại cái thời điểm em cần một cái kiến thức gì đó, em sẽ lại ủa cái video này mình coi rồi mà sao lần này mình coi mình thấy khác quá vậy ta. Tại vì bây giờ cái não của em nó tiếp thu kiến thức một cách nó giống như là xây nhà vậy. Cái viên gạch đầu tiên em có, em thấm, em ngắm, em hiểu rồi. Bây giờ nó lên cái viên gạch thứ hai, em thấm, em ngắm, và nó sâu với cái viên gạch thứ nhất luôn. Nó thành nó dày lên. Để mà khi em nghe cái video của chị nó, trời tự nhiên giờ mình nghe cái video này dù nó có 5 phút thôi, hồi xưa mình nghe mình hiểu nó đâu được có 30 giây, giờ mình hiểu hết 5 phút của nó luôn, hiểu trọn vẹn. Và đó là cái ý nghĩa của lên, in lên và relearn. Khi mà em sẵn sàng cho cái bộ não của em là mỗi ngày em đến lớp học với cái tư duy là em không biết gì hết, hôm nay em học lại từ đầu. Có những lúc những chị Nhi bày đó này, có những bạn hỏi lặp đi lặp lại câu hỏi. Nếu như bạn nào đó mà chưa bao giờ miss một cái class nào của chị, có bạn nào mà chưa bao giờ bỏ một cái lớp nào của chị Nhi không? Thả ở dưới. Có phải là có nhiều lần các bạn thả những cái câu hỏi rất là trùng lặp
Vậy cái cảm giác của em khi mà chị Nhi trả lời em cùng cái câu trả lời đó ở những cái tập trước, nhưng mà chị Nhi vẫn trả lời lặp đi lặp lại, em có thấy em thấm nó hơn, em có thấy em hiểu nó sâu hơn, và em có thấy là em vẫn không chán khi em nghe lại kiến thức đâu ạ? À, hồi lần trước mình hiểu nó sơ sơ, bây giờ mình hiểu nó sâu hơn rồi đó. Đó là lý do của learn and learn và relearn, cái đó rất là quan trọng để chị Nhi bày được cho mọi người. Mình nghĩ như vậy, chị Nhi cũng phải học đi học lại, học đi học lại, và đến bây giờ chị Nhi vẫn tiếp tục gặp thầy, vẫn tiếp tục học, vẫn tiếp tục trao dồi. Cái điều này rất là sâu sắc, ở Việt Nam mình không có, ở Việt Nam mình nó không có dạy những cái này nha em, nó không có nói với học sinh là mọi người phải học rồi về nhà học lại, nói không, bài mới, đến cuối một năm học bao nhiêu kiến thức em nhớ, bây giờ cả 12 năm đi học em coi nhớ được bao nhiêu phần trăm. Và đó là cái sự thất bại của sự giáo dục. Và tại sao những người mà chị Nhi học chung hay là làm chung hoặc là thầy của chị Nhi này nó phải thấm đẫm những kiến thức đó tới như vậy? Và khi chị Nhi đi gặp thầy thì hồi chị Nhi nói trời ơi thầy ơi, thầy nhai đi nhai lại cái này không đã biết rồi, ông nói mà có chắc là mày biết rồi, tại vì nếu mà biết rồi mình sẽ không bao giờ nói cái câu là thầy ơi tôi biết rồi, tại vì mình sẽ không bao giờ biết một cái gì đó trọn vẹn. Thậm chí thầy của chị Nhi còn có thầy trên thầy của chị Nhi dạy cho ổng nữa, có nghĩa là những cái kiến thức mà ổng học từ cái ông thầy phía trên ổng nữa 70-80 tuổi, những cái người 90 tuổi vẫn giàu bày xuống cho những người 60-70 tuổi, 60-70 tuổi bày xuống cho những người giống như tuổi chị Nhi. Em nghĩ nó bao nhiêu thế hệ, những cái mà em nghĩ em biết em chưa có biết gì hết. Cho nên là chị Nhi quá muốn mọi người coi lại những cái video cũ của chị Nhi là như vậy đó. Giống như mỗi lần em coi lại phim Forrest Gump đó chị, mỗi thời điểm em xem lại nó rất hay. Chính xác, Forrest Gump là một trong những cái phim chị Nhi rất là thích. Life is like a box of chocolate, ok? Cuộc đời nó giống như là cái hộp sô-cô-la vậy đó. Em sẽ không có biết được em sẽ bị bóc cái cục nào hết. Ví dụ giờ em có bóc cái cục cứt đi nữa, em cũng phải sống với cái cục cứt đó, ok? Nhưng cái thành công của Forrest Gump đó là ổng không bao giờ say no hết. Ổng lúc nào cũng chạy về phía trước. Run Forrest, run nữa. Phải chạy về phía trước, phải tiếp tục chạy về phía trước. Dù mình biết được là nó sẽ có thách thức, nó sẽ có khó khăn, nhưng mà nếu như mình cứ đặt cái mục tiêu, mình trải nghiệm trên cái con đường đó, biết đâu được may mắn nó sẽ mỉm cười với mình, đúng không? Chị Nhi cũng rất là thần tượng một người ở Việt Nam, đó là anh Như Leo á. Anh cũng có giao với chị gần tụi Như Leo của mình. Anh cũng là một người mà chị Nhi rất là thích về cái cách suy nghĩ và những cái giáo dục của anh nữa. Ví dụ như vậy, các bạn có thể coi anh Như Leo. Chị Nhi có thấy chị Hana Giang Anh là bày thể dục á. Cái đó chị Nhi nghĩ thích hợp với mọi người, tại mọi người nói được tiếng Việt thì nghe coi cái đó để mình biết tập thể dục. Chị Nhi coi chủ yếu là tiếng Anh không à, nhưng mà đó là hai cái kênh mà ở Việt Nam chị Nhi có coi à. Like, share và subscribe cho Nhi. Nhi sẽ gặp lại mọi người vào tối thứ hai và tối thứ tư hàng tuần. Bye bye, chúc mọi người ngủ ngon.